chúng và thêm một ban tổ chức là chúng ta chuẩn bị làm công tác bế mạc và đề nghị Minh Đức và thank you.
đúng điều lệ và những pháo vừa quá giờ sẽ không được tính. Chúng tôi nhắc lại, còn 5 phút nữa nếu đại hợp không xuống. Hiện tại bây giờ Minh Đức và con Khải ta đã xong cách đây 10 phút rồi. Các cầu thủ không thể chờ đợi được hơn đâu. Bye.
Chính vì vậy mà các đơn vị cũng như các khán giả chúng ta